Rồi mà nó gắn cái bô báo vô rồi nha nè, bô phá làng quá sớm vô ha, con khúc thôi, dài có gỡ hai tấc, hơn hai tấc à, hai tấc mấy rồi. Rồi nó chạy tốc độ có khác nhau, nãy chạy được 45 nha nè, 45 áp nặng nha. Mình thấy bộ gỡ cái bô nhóm nó lên lẹ hơn em, nghe má chạy thêm một cái lực hơn nè. Một cây nha nè, rồi tắt máy. Mình quên giữ anti. Nhưng mà được cái nó đề ba mạnh hơn nha. Mình thấy đề ba là mạnh hơn gõ gần luôn nè. Ngắm nó đi liền luôn á. Chứ không phải như cái bugin, có bugin thì nó hơi sượng ra đầu chút, tại nó nặng quá. Cái con này là nó nóng máy quá, nó bị mắc xăng nha anh em. Phải vừa lên ga lớn nó mới chạy nha. Lên phải lên hơn nửa ga nó mới đi nha. Nó mới chạy được. Dịch này chạy muốn lút thôi vậy đó, chạy tạm tạm cũng được anh em. Ok nè, à, thích hợp cho anh em đi gọn nhẹ ha.
em đi xuồng nhỏ này nha, chủ máy này em đi cái xuồng chút xíu thôi nè, cái xuồng có 2m8, 2m9 vậy, mà cái láp này quay ngay tới cái mũi luôn. Láp này dài 2m35, 2m4 á, quay cái tới cái mũi luôn rồi. 2m8, 2m9 thì còn nguồn máy nè. Này gọn quá, nhẹ heo à. Ok nè. À, cái con này thì đi cái bô thông thì nó mắc một cây ha, nãy chạy được 45, giờ này chạy được 44. Độ ổn định 42, 43 ha. Nè, đây mình test đây 44 nè. 44 à, độ cao nhất ha. Là không có bô. Đi cái bô la phải làm phải xốp nè. Con này tiếng máy này cũng không phải là lớn quá. Ok, chấp nhận được. Mà cũng hay chua lè xíu. Này mình canh lấy sao nặng ha. Tại con này đầu máy rất là nhẹ nha. Đầu máy nhẹ hiều à. Nguyên cái này dàn cầu máy luôn, mình nghĩ chắc nó khoảng 25kg nè. 25kg không, mình bưng cái nhẹ hiều à. Nhẹ hơn cái máy xăng xíu. Máy xăng chắc nặng hơn. Máy xăng ở đầu có 18kg à. Dàn cầu chắc có từ 28-30kg, máy xăng nặng hơn á, tùy dàn cầu gì nữa. Đây mình làm cầu gọn nhẹ ha, gọn nhất có thể và nó đảm bảo là đủ độ cứng ha, để cho cái máy nó hoạt động mà nó không bị ảnh hưởng ha. Em làm dàn cầu một mẫu thôi, vậy khá anh em cũng khá là ưng ý ha, cũng có lời khen với mình. Dàn cầu cũng nhìn cũng vừa, cũng bắt mắt ha, và cũng cứng cáp. Đây thì mình làm một lá mỏng nha, tại cái máy này nó cũng không có tốc độ không bao nhiêu, mình không cần làm dày quá đâu. Mình xăng canh vô được rồi, ngọt ngào quá. Mà có con này giờ nó nóng máy rồi, xăng nó bốc hơi vậy nè, xăng nó bốc hơi hết nè, mình giật phải lên ga nó chạy nha. Nãy mình lên nó nửa ga nó hết ga luôn, nó mới qua xăng được. Nguyên tắc đó là vậy đó. Mà nếu anh em mà để như nguội máy mà anh em chạy ganh ti buổi chiều anh em tắt rồi bữa sau anh em giật cái mỏi chạy thôi, nó không bị mất xăng ha. Thì cái này mình mới nghiên cứu ra thôi, sẵn đây mình chia sẻ luôn. Thì cơ bản là vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái bugin mình chạy về nhà. Không, đi bô này luôn cũng được nữa, tại vì giờ mình cũng về, mai mình anh chủ máy anh vô anh lấy rồi. Nè, tiếp tục rồi về luôn. Xong rồi, giờ mình còn làm chuyện khác, mình còn làm dàn cầu con Gia Bích 72 nữa. Con dàn cầu luôn, còn lặt vặt con máy khác nữa. Hôm nay làm dàn cầu mình quên giao gửi cục đề cho anh kia nữa. Rồi, bắt đầu vậy nè. Giật không lên ga nó không chạy nha.
mình đi bô la cái mình muốn điếc tai luôn nè, nhưng mà không sao, quen này ha. Trước mới mình mới chạy đi ấy nè, điếc rất là điếc tai ha, giờ mình quen ha. Bây giờ chạy tốc độ tối đa là 43 nha nè ha. Rồi lý kết cơ bản cũng bao nhiêu ha, cho anh em xem vị trí thôi. Mình đăng 1-2 clip gì đó tùy, mình coi clip độ dài clip nó như thế nào mình sẽ cắt ra ha. Rồi, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Anh em nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem clip tiếp theo á. Xin chào anh em xem clip tiếp theo.